Chủ tịch tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt thì câu hỏi đặt ra là ai sẽ điều hành FLC trong quá trình ông Quyết bị bắt? Xin mời các bạn cùng xem bài báo tiếp theo. Đây là một tin rất tốt cho những bạn nào chơi chứng khoán, đúng không ạ? Ông Trịnh Văn Quyết ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng điều hành tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập đoàn FLC đã ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng giám đốc tập đoàn nắm chức quyền Chủ tịch tập đoàn FLC và các quyền liên quan đến tài sản, quyền tài sản thuộc sở hữu của ông Quyết. Đây là bà Vũ Đặng Hải Yến, Phó Tổng giám đốc tập đoàn FLC. Ngay sau khi Bộ Công an có quyết định khởi tố và bắt tạm giam ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch tập hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC tối vào 29 tháng 3, tập đoàn FLC đã phát thông cáo chính thức liên quan. Cụ thể, theo công ty cổ phần tập đoàn FLC, vụ việc có liên quan đến việc cá nhân ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trong thời gian gần đây và vẫn đang trong quá trình điều tra ban đầu, chưa có kết luận chính thức. Ông Quyết đã và đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng trong quá trình điều tra làm rõ các vấn đề liên quan. Công ty cổ phần tập đoàn FLC không phải là chủ thể có liên quan hoặc có những hoạt động liên quan đến vụ việc này. Đó. Theo đó, vụ việc hoàn toàn không có tác động hoặc làm thay đổi các định hướng quan trọng của FLC trong hoạt động sản xuất, đầu tư, kinh doanh cũng như phát triển bền vững trong thời gian tới. Đồng thời không ảnh hưởng tới quyền lợi ích hợp pháp của khách hàng, cổ đông và các đối tác đang có giao dịch hợp tác với FLC. Để hạn chế mọi rủi ro có thể phát sinh và đảm bảo hoạt động thường xuyên của FLC, ông Trịnh Văn Quyết đã tiến hành ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến là Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC. Theo đó, bà Vũ Đặng Hải Yến sẽ thay mặt và đại diện cho ông Trịnh Văn Quyết thực hiện các công việc quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Hàng không Che Việt, Bamboo Airways đấy, cũng như toàn bộ quyền cổ đông tại hai doanh nghiệp nói trên theo quy định của pháp luật và điều lệ của công ty. Đồng thời, ông Trịnh Văn Quyết cũng ủy quyền cho bà Vũ Đặng Hải Yến toàn bộ các quyền liên quan đến tài sản thuộc quyền sở hữu của mình. Bên cạnh quyết định này, ban lãnh đạo FLC cũng đã họp và nhanh chóng đưa ra các biện pháp, các kế hoạch nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của FLC diễn ra ổn định trong tình hình mới, theo đúng mục tiêu kế hoạch mà Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã đặt ra. Với khoảng 300 dự án đang được nghiên cứu và đầu tư và xúc tiến pháp lý trên hơn 40 tỉnh thành cả nước, FLC đặt mục tiêu sẽ hoàn thành pháp lý để tiếp tục triển khai hàng loạt dự án trong năm 2022. Trước đó, như mình cũng vừa đọc tin thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an C01 đã tiến hành điều tra xác minh với ông Trịnh Văn Quyết và các cá nhân thuộc công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần chứng khoán BOS và các công ty có liên quan về hành vi thao túng thị trường chứng khoán và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra vào ngày 10 tháng 1, gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán. Với hành vi này thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị FLC đã bị đủ yếu tố cấu thành tội phạm là thao túng thị trường chứng khoán theo quy định Điều 211 Bộ Luật Hình sự. Bước đầu, ngày 29 tháng 3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định khởi tố hình sự, các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trịnh Văn Quyết, đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc tại 21 địa điểm đối với các đối tượng liên quan. Và các quyết định lệnh tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã được Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn theo quy định của pháp luật. Bài báo của các tác giả là L. Thanh, T. Phùng và Công Trung trên tuổi trẻ.vn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.